Ngày 3 tháng 10, lãnh đạo công an thị xã Sông Cầu tỉnh Phú Yên xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ nghi vấn ném bom xăng vào 3 ngân hàng trên địa bàn. Theo camera ghi lại, lúc 5 giờ 10 phút cùng ngày, một người đàn ông đi xe máy, mặc quần sóc, áo trắng tay ngắn, đội mũ lưỡi chai đen đến trước cửa một chi nhánh ngân hàng tại phường Xuân Phú, tay cầm chai nhựa bên trong cọ nghi là xăng dầu ném vào trụ sở ngân hàng, sau đó nhanh chóng rời đi. Khi phát hiện vụ việc, bảo vệ ngân hàng và một số người xung quanh đã tiến hành dập lửa. Vụ cháy không thiệt hại về người, nhưng hư hỏng nhẹ trụ ATM ngoài ra cơ quan chức năng còn phát hiện tại trụ sở chi nhánh hai nhân hàng khác cũng bị nghi vấn ném bom xăng gây hư hỏng một số tài sản sau khi vụ việc xảy ra công an thị xã sông cầu đã nhanh chóng bắt được người đàn ông này được biết năm thanh niên ở khu phố lệ uyên đông phường xuân yên thị xã sông cầu hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ Ngày 2 tháng 10, Công an quận Bắc Từ Liêm, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Duy Thái, sinh năm 1985 ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Theo tài liệu điều tra và lời khai của Thái, đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên đã nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản. Sau đó, Thái điều khiển xe máy đi lại gần bị hại, nói xe máy của họ bị chảy dầu, nếu đi tiếp thì sẽ bị cháy xe. Khi bị hại tin tưởng và dừng xe máy, Thái sẽ chỉ cho bị hại ở phần gầm xe máy bị dầu bám đen do các xe máy đi lâu ngày thường bị bám dầu ở đây. Nhân lúc bị hại không để ý, Thái sẽ tháo dây gió nối với buggy của xe máy, khiến cho xe máy của bị hại không đi được. Lúc này, Thái nói với bị hại về việc cửa hàng sửa chữa xe máy của Thái gần đây. Xe máy bị hại cần phải thay phụ kiện, Tiếp đó, Thái sẽ giả vờ gọi cho một người để hỏi về phụ kiện thay thế cho bị hại tin tưởng, rồi sau đó bảo điện thoại của Thái hết pin nên mượn điện thoại của bị hại để chụp ảnh phụ kiện hỏng. Sau khi bị hại chụp ảnh xong, Thái bảo bị hại đưa điện thoại để so sánh với phụ kiện cần thay. Khi bị hại đưa điện thoại cho Thái, đối tượng cầm điện thoại và tìm cơ hội nhanh chóng lên xe máy rồi bỏ chạy. Bằng thủ đoạn này, từ tháng 3 năm 2024 đến nay, đối tượng Thái đã thực hiện cướp giật 3 điện thoại di động, tổng giá trị khoảng 50 triệu đồng. Đội biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ được nữ đối tượng trốn lệnh truy nã gần 27 năm khi người này làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu Cụ thể, vào hồi 11 giờ ngày 1 tháng 10 năm 2024, trong quá trình làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái, đơn vị đã phát hiện Hoàng Thị Luật, sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú tại xã Diễm Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, là đối tượng gần 27 năm trốn lệnh truy nã. Luật là đối tượng có quyết định truy nã số 62 ngày 9 tháng 6 năm 1998 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An về hành vi mua bán phụ nữ. Theo kết quả điều tra xác minh, đối tượng Hoàng Thị Luật bị công an Nghệ An bắt giam bởi 4 tháng vì hành vi mua bán phụ nữ. Đến khoảng tháng 10 năm 1997, đối tượng được tại ngoại vì mang thai 7 tháng. Lợi dụng tình huống này, cuối năm 1997, luật xuất cảnh trái phép và lấy chồng Trung Quốc, cư trú tại thôn Cơ Đường, thị trấn Lô Vu, huyện Tân Dương, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Ngày 1 tháng 10, trong lúc Hoàng Thị Luật làm thủ tục nhập cảnh về Việt Nam, thì bị đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái phát hiện và bắt giữ. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã tiến hành lập biên bản bắt người đang bị truy nã, lấy lời khai của người bị bắt, đồng thời liên hệ, thông báo và bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Nghệ An phục vụ điều tra, xử lý tội phạm theo đúng quy định của pháp luật. Vào 17 giờ ngày 2 tháng 10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai di lý đối tượng Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 2006, trú tại thôn 6, xã Iale, huyện Trư Pư về công an tỉnh. Đây là đối tượng sát hại mẹ ruột, gây rúng động dư luận trên địa bàn tỉnh Gia Lai những ngày gần đây. Trước đó, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 26 tháng 9, một người dân đi chăn bò phát hiện thi thể bà Lê Thị V sinh năm 1964, trú tại xã Iale, huyện Trư Pư Gia Lai bị vùi lấp dưới lớp đất đang trong quá trình phân hủy mạnh. Theo lời tiến, sáng 18 tháng 9. Tiến cùng mẹ đi phát cỏ vườn điều sau nhà, sau đó tiến xin tiền để đi chơi game nhưng mẹ không cho, còn la mắng, bực tức, tiến đã dùng dao sát hại mẹ mình. Sau khi gây án, tiến đào một cái hố cạn sau vườn điều rồi chôn xác nạn nhân xuống. Tiếp đó, tiến gọi người đến bán hết bò, dê trong nhà với số tiền hơn 45 triệu đồng. Tiến đã sử dụng 5,5 triệu đồng để mua thẻ nạp game điện thoại rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Nói về quá trình bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tiến, Thiếu tá Trần Văn Vinh, Phó đội trưởng đội phòng ngừa và điều tra tội phạm nhân thân, phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Nguyễn Văn Tiến nghiện game online, sống khép kín, không có bạn bè ở xã Ea Lè, nên mọi thông tin phục vụ công tác kiểm tra, xác minh rất hạn chế. Phối hợp chặt chẽ với Công an huyện Trư Bư, các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh, các cục nghiệp vụ Bộ Công an, chúng tôi xác định đối tượng đã di chuyển đến nhiều địa bàn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Vào lúc 12 giờ ngày mùng 1 tháng 10 ngay sau khi xác định Nguyễn Văn Tiến đang ẩn nấp tại một phòng trọ ở phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi phối hợp với công an quận 12 khẩn trương bắt giữ đối tượng, tạm giữ hai điện thoại di động và 3 triệu đồng tiền mặt. Vụ việc đau lòng trên cho thấy hậu quả khôn lường của việc nghiện game online. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần quan tâm hơn đến việc giáo dục con cái, đặc biệt là trong việc quản lý thời gian, hành vi và thói quen sử dụng trò chơi điện tử của con. Nếu phát hiện con có dấu hiệu nghiện game hoặc có những hành vi bất thường cần kịp thời đưa ra biện pháp can thiệp và nhờ sự hỗ trợ từ các chuyên gia tâm lý. Ngày mùng 2 tháng 10, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ Cử Mí Pó và Giàng Mí Minh cùng sinh năm 2005 quê ở Hà Giang để điều tra liên quan đến vụ việc một thanh niên bị chém tử vong xảy ra trên địa bàn thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Theo lời khai của hai nghi phạm, chiều 29 tháng 9, nhóm 5 công nhân gồm Hoàng Văn Pó, sinh năm 1991, quê Đắk Nông, Hoàng Văn Tu, sinh năm 2006, quê Đắk Nông, Thảo Mỹ Say, sinh năm 2004, quê Hà Giang, Vư Mỹ Tủa, sinh năm 1999, quê Hà Giang, Thảo Văn Sung, sinh năm 1999, quê Đắk Lắk tổ chức nhậu tại khu đất trống thuộc khu phố 7 phường Uyên Hưng, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, nhóm 4 người ra về, nhóm 5 người vẫn tiếp tục nhậu. Nửa tiếng sau, có 3 người bạn cùng quê Hà Giang với vừa mí tùa, gồm cư mí pó sinh năm 2005, Giang Mỹ minh sinh năm 2005 và thò mí lía sinh năm 2006 đến tham gia nhậu chung. Nhậu đến 21 giờ 30 phút thì thò mí lía và Hoàng Văn Pó ra về. Trước khi ra về, Hoàng Văn Pó và mọi người cầm lon bia lên đứng uống. Riêng Cư Mí Pó vẫn ngồi tại chỗ uống. Thấy vậy, Hoàng Văn Pó hỏi, có phải bạn khinh thường tôi không? Cư Mí Pó đáp, bạn cứ bình tĩnh, anh em chơi được thì chơi, còn không thì hôm nay bỏ bạn bè. Vừa dứt lời, Cư Mí Pó bị Hoàng Văn Tu rút dây thắt lưng đánh vào mặt. Bị đánh, Cư Mí Pó chạy về nhà trọ gần đó, giang Mí minh cũng chạy theo để tìm hung khí đánh trả nhóm của Hoàng Văn Pó. Tại dãy phòng trọ, Minh được một đối tượng tên Sả đưa cho một con dao tự chế dài 65cm và Minh đưa con dao này cho Cử Mí Pó. Cử Mí Pó cầm dao lao vào hành hung Hoàng Văn Tu nhưng Tu né được và bỏ chạy. Cử Mí Pó tiếp tục nhắm vào người của Hoàng Văn Pó khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Phần bụng bị tách rời gần nửa thân. Sau khi gây án, Pó bỏ trốn khỏi hiện trường, còn nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng công an thành phố Tân Uyên vào cuộc điều tra, lấy lời khai nhân chứng, khám nghiệm hiện trường. Tới ngày 1 tháng 10, các trinh sát bắt giữ được Pó tại huyện Bầu Bàng. Chiều mùng 2 tháng 10, thông tin từ bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang điều trị cho một bé trai 6 tuổi bị bỏng nặng hai chân và có nhiều thương tích khác trên cơ thể, nghi bị bạo hành. Theo đó, ngày 28 tháng 9, bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận bé trai NTK, 6 tuổi, có địa chỉ thường trú tại xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, hiện tạm trú tại một căn nhà trọ trên địa bàn quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, trong tình trạng bị bỏng hai chân và tổn thương các cơ quan nội tạng, nghi bị bạo hành. Thời điểm nhập viện bé trai sốt cao liên tục, ho nhiều, hai chân bị bỏng, diện tích bỏng ở chân trái 7%, chân phải 5%, vết bỏng bị tuột da, thâm hôi, phù nề. Bên cạnh đó, bé trai còn bị tổn thương phổi, men gan tăng cao. Các bác sĩ chẩn đoán nạn nhân bị bỏng nước sôi độ 2, 3, 12%, nhiễm trùng vết bỏng, nhiễm trùng huyết, tổn thương gan, viêm sẹt phổi. Bé trai được điều trị tích cực bằng kháng sinh, truyền dịch truyền máu, chăm sóc vết bỏng. Hiện cháu bé đã giảm sốt nhưng vẫn còn ho nhiều, ăn uống được, tiếp tục điều trị theo phác đồ kháng sinh, tập vật lý trị liệu vận động. Trước đó, theo lời mẹ của bé trai, chị NTV, 25 tuổi, ngụ tỉnh Phú Yên, sau thời gian chung sống không hạnh phúc, chị và anh NQT, bố ruột của bé NTK, chia tay nhau. Hai tháng trước, anh T đón bé K vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống. Đến ngày 28 tháng 9, chị nhận được tin báo cháu K bỏng nặng nhưng bị nhốt trong phòng trọ ở quận 8. Nhờ hàng xóm báo công an can thiệp, cháu ca được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra và làm rõ. Vừa qua, một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra tại một siêu thị ở Thượng Hải, Trung Quốc, khiến 3 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương. Theo Tân Hoa Xã, cảnh sát địa phương cho biết, đối tượng tấn công là một người đàn ông 37 tuổi, họ Lâm, đã bị bắt giữ ngay tại hiện trường. Các kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vụ tấn công bắt nguồn từ một mâu thuẫn cá nhân. Đây là một trong những vụ tấn công bằng dao nghiêm trọng xảy ra tại Trung Quốc trong năm nay. Vụ tấn công xảy ra ngay trước tuần nghỉ lễ Quốc khánh, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 của Trung Quốc. Cũng là vụ việc mới nhất trong hàng loạt vụ việc tương tự xảy ra ở nhiều thành phố lớn trên khắp Trung Quốc trong năm nay. Theo hãng tin Reuters, các vụ tấn công ngoài nơi công cộng đã tăng lên trong những năm qua ở Trung Quốc. Thường nhắm mục tiêu tấn công là ở trường học. Trong khi đó, chính quyền cho rằng các đối tượng phạm tội thường có biểu hiện tâm thần. Ngày 1 tháng 10, thông tin từ Ủy ban nhân dân huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang cho biết, các đơn vị đang điều tra nguyên nhân ba mẹ con tử vong tại xã Sa Phìn. Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 30 tháng 9, tại gia đình anh VMS sinh năm 1986, thôn xã Xà Phìn, huyện Đồng Văn, người dân phát hiện chị D, vợ anh S và con là cháu VMD sinh năm 2024 tử vong trên giường. Hai người con của chị D là cháu VTG sinh năm 2021 và VTX sinh năm 2022 có biểu hiện nôn mửa nghi là ngộ độc thuốc trừ sâu được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn. Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, cháu X đã không qua khỏi, cháu G đã qua cơn nguy kịch. Nhận được thông tin lãnh đạo huyện Đồng Văn đã đến thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân, chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Mới đây, bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương Hà Nội tiếp nhận 5 trường hợp trú tại Đồng Bẩm, Thái Nguyên nhập viện cấp cứu trong tình trạng sốt, mệt mỏi. Các bệnh nhân bao gồm vợ chồng, con và hai cháu. Người chồng là ông NVC, 48 tuổi, diễn biến nặng như men gan tăng cao, suy thận cấp và giảm tiểu cầu, nên điều trị tại khoa cấp cứu. Bốn người khác theo dõi tại khoa nhiễm khuẩn tổng hợp. Trong đợt lũ, nhà của các bệnh nhân bị ngập nặng. Sau 4 ngày bị lũ lụt, ông C bắt đầu xuất điện các triệu chứng sốt cao không rõ nguyên nhân, kèm theo mệt mỏi, khó thở, bụng trướng căng, và đau vùng mạn sườn phải, tiểu ít. Gia đình mua thuốc hạ sốt nhưng các triệu chứng không thuyên giảm nên ông C đến một cơ sở y tế địa phương để thăm khám. Tại đây, ông được chẩn đoán nhiễm trùng và chỉ định dùng kháng sinh trong 2 ngày nhưng tình trạng nặng nên chuyển lên bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương. Bà NTH, vợ của ông C cho biết, gia đình bà sinh sống trong căn nhà cấp 4 tại vùng ngập nặng của đồng bẩm Thái Nguyên. Trận lũ khiến nước ngập sâu tới 1,8m, gia đình phải sinh hoạt trong điều kiện nước lũ ô nhiễm. Đồ dùng trong gia đình đều ngập trong nước. Chuồng trại chăn nuôi của gia đình cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Dựa trên yếu tố dịch tễ, đặc biệt là việc gia đình ông C sống trong môi trường ngập lụt lâu ngày và tiếp xúc trực tiếp với nước lũ, các bác sĩ đã nghi ngờ ông và bốn thành viên trong gia đình cùng mắc bệnh xoắn khuẩn vàng da Leptospira